Chào mừng các bạn đến với chương trình Học Tiếng Anh Online được thực hiện bởi Audiobook for the Blind. Rồi, Siết đọc bài thơ Con còng gì đó hồi lúc em nói chuyện với Siết đi. Oh, cái bài thơ Con còng á hả? Ok, mình xem cái Con còng như sao. Ok. Anh... Hold on, bạn đã quên đi. Dạ. Anh không sợ con cua bằng con còng. Kẻ anh hùng anh không sợ, mà gái hai lòng sợ hơn. There you go. Ok. Yeah, so, con cua anh không sợ bằng con còng. Kẻ anh hùng anh không sợ, mà gái hai lòng sợ hơn. Yeah, that's the cái câu đó đó. Cái bài đó đó. Được không? Nhớ không? Đọc gì không truyền cảm. I'm so sorry. Alright. Yeah, so in a way nó nói rằng là cái con cua đó người ta cái người này không sợ bằng con còng. Tại sao? Cái con còng nó nhìn nó nhỏ lắm mà cái còng nó kẹp rất là bén. Nó tuy rằng nó nhỏ mà cái kẹp nó cắt đứt cái da mình luôn. Con cua nhìn nó bự cho nên mình tránh nó được. Mình thấy nó bự, mình thấy cái càng nó bự bự vậy. Với nó không có bén lắm, nó cũng đau mà không có bén. Mà con còng nó nhỏ mình ý lại. Kẻ anh hùng á, thì mình nhìn cái anh hùng nào mình thấy hung hăng thì mình biết tránh. Mà cô gái hai lòng thì mình không biết tránh. Cho nên nguy hiểm hơn. Ok. There you go. yes, đúng rồi đó. Google Q 94. Yes. Mạng như vậy thì xài làm cái quái gì? What? Làm sao? So you can say very good. Là gì? Very good, hả? Huh? Yeah, very good. Good, huh? Very good, là, you know. It's very good, like that. Okay. Mạng như vậy thì làm cái quái gì? Huh? What the hell? Can you do with that kind of internet connection? There you go. Cái quái gì đó. What the hell can you do with that kind of internet connection? Hai lòng hả? Tiếng Anh là gì ta? Chứ là không dùng hai lòng. Tiếng Anh dùng chữ khác. Là như người không có thật thà này kia cái nọ. Yeah. Okay. À, mà nghe tên một máy bay chở một đội bóng Brazil bị tai nạn, toàn bộ cầu thủ thiệt mạng chưa? Yes, mình có nghe, hình như không có toàn bộ, mà cũng một số rất là nhiều. Yeah. Sao cái gì sẽ không biết? Ủa, là mắc cỡ. Tại mình sống hơi lâu cho nên mình không biết. Hình như mình già. À, tức là I'm old. Really? 3 phần 4 hả? Siết tưởng là 1 phần 4 or something. I thought it's something like that. Really? Well, 71 người mà trong đó có một số nhỏ là cầu thủ, còn mấy người kia có thể phụ này kia cái nọ hay là người thường bay chung hay gì đó. Cái bài thơ tên gì hả? Mình không biết cái bài thơ đó tên gì nữa, mình học ở quê mình đó. Yeah. Mình tưởng máy bay đã là phương tiện an toàn nhất. Yeah, it is. Máy bay thật sự là an toàn nhất thế giới. Yes, mà thỉnh thoảng nó vậy đó. Tại vì xe tai nạn mỗi ngày chết nhiều quá, cho nên người ta không có đăng. Khi mà các bạn nghe máy bay rớt thì các bạn nghe. Cho nên các bạn nghĩ rằng máy bay nguy hiểm, mà thực sự máy bay nó không nguy hiểm. Máy bay không nguy hiểm bằng chiếc xe. Và mỗi ngày là nước Mỹ có mấy trăm người chết về tai nạn xe. Right. Mà trong vòng khoảng cả năm chưa thấy máy bay rớt, và thỉnh thoảng nó rớt cái bà con la sùm lên thì yeah. Okay. Sĩ học ở Gò Công đó hả? Yeah, hồi đó mình về ở miền Tây á, học cái đó, yeah, cái bài đó đó. Yes. Sao dài quá vậy? Không lẽ mỗi lần mạng yếu chửi dài vậy? Yeah. Chứ thì cái cách nó vậy đó. Yeah. Well, người Mỹ chữ khác, tại cái câu của tiếng Việt nó gọn hơn tiểu hơn. Còn người Mỹ họ có thể chửi cách khác. Họ yeah. Người Mỹ cái thích lắm. Để xe
không ổn như Việt Nam đâu. Sếp nên khi vào, sếp về Việt Nam thì đi đứng cẩn thận. Ồ vậy hả? Yeah, mình về Việt Nam muốn có một cái điều á, mình về Việt Nam á là một băng qua đường, thì bên Mỹ á mình chờ hết xe mình băng qua đường, còn bên Việt Nam á mình cứ băng đại nhẹ nhẹ từ từ, cái xong xe sẽ tránh mình. Mình biết cái điều đó. Cái thứ hai nữa là cái vỉa hè Mỹ thì trống, bên Việt Nam thì bà con buôn bán này chi kia nọ, mình đi mình hay bị đạp, mình đạp lên mấy cái mấy cái người này kia nọ vòng vòng. Thường thường á mình đi bộ hoài đó, sẽ biết là mình phải đi làm gì, đi ngoài đường á chứ không phải trên cái vỉa hè đấy. Mỹ cũng tùy người chứ đâu phải ý thức. Thì thật sự đúng, nếu các bạn đến những cái nơi mà không có ý thức thì rất là quải ở bên Mỹ. My gosh, vỉa hè chứ. Vỉa hè do vỉa hè. Vỉa hè. Thì vợ Bảo Đại của Gò Công hả? Yes, đúng rồi. Tự nhiên mình quên tên của Harry. Jesus, giờ Bảo Đại tên gì quên đi. Các bạn, I'm so sorry. Phương gì đó phong ta. Nam Phương, yes, Nam Phương, yes. Yes. Hình như từ Vũ, hình như cũng gốc. Hình như phải không? Từ từ Vũ là cũng gốc Gò Công nữa đó. Yeah, that's right, từ Vũ. Từ Vũ, yes, gốc Gò Công, yes. Sí. Bởi vì gốc Gò Công toàn trai đẹp trai không à. Phương Dung nữa, Phương Dung cũng từ Gò Công nữa, ca sĩ Phương Dung. Yes. Rồi Kenny nữa, Kenny nữa. Cũng từ Gò Công. That's right. Sick, cái trường Thái Lập Thành của Sích học đó đập, really? What? Thiệt á hả? Cái trường Thái Lập Thành đập rồi hả? Đập xây cái khác hay là đập để phá luôn? Yes, Joyce. Yes, mình đang nói chuyện. Yes. Kenny hơi đẹp trai thôi. Tình. Ủa, cái trường yêu quý của mình hồi xưa mình yêu người tên là Thảo trong đó bị phá rồi hả? What? Buồn vậy. Mà thật sự cái trường nhỏ xíu à. It's very tiny. À, chị cũng nên đập nó thấy trường nó nhỏ xíu à. Mà thật sự mình nhớ lại trường đó. So nice. Sửa lại hả? Ok. No, no. Không phải yêu cô giáo. Yêu cô giáo là sau này học lớp 8, lớp 9. Còn lớp 3 là yêu một đứa bé ở trong đó. Ok. Chỗ tên là Thảo. Trong lớp mình hơi nổi nhất luôn á. Lại không biết mỗi mỗi ngày là thấy hơi trắng trẻo. Mặc áo bộ toàn là bông hoa không à. Xong mình đứa sau mình thèm, mình nhìn nó, wow cô này. Mà mình thật sự sau hồi đó mình không lại nói chuyện với her ta. Sức yêu sớm quá hèn chi khổ sớm. Mai Thảo tình thật. Có thể. Chắc cô đó bây giờ có mấy đứa con rồi quá. I think she has a bunch of kids now. Buồn. Sẽ còn nhớ luôn á. Sẽ còn nhớ ảnh của hơi đó. Tóc của hơi chải mém qua một bên, tóc ngắn, da trắng. Ngồi bên phía tay trái của lớp. Ngay cái góc, ngay cửa sổ nữa. 21 tuổi đã mấy đứa rồi. mình còn nhớ luôn á, mình còn nhớ như rõ lắm. Ok, alright. Sao nghe mấy bài dạy có xiết nhớ lúc đó thôi, vài ngày sau lại quên, có cách nào để nhớ không? Ý nó là xiết dạy không có hay chứ gì, hiểu rồi Emily, mình hiểu rồi. Ok. Ý nó là không có hay. Ok. Emily, Missy nhớ lúc đó thôi, viết xuống. Emily viết xuống cái gì mà như đừng có viết hết cái chi tiết, viết những cái gì mà tóm lại, ok, tóm lại đó Emily,
viết xuống trong tờ giấy, làm như 5 điều trong cái bài đó Emily nên nhớ, cái xong rồi viết xuống, cái ngày sau đọc nó lại. Đấy. Lúc đó sẽ bao nhiêu tuổi? 7 tuổi. Lúc đó vừa đang yêu, cái xong cái mẹ nó phải đi Mỹ, cái nói rồi, cái xong mình chưa kịp chia tay với cô đó nữa, mình chưa kịp từ giã, cho nó chia tay, quên, từ giã tới cô đó nữa, cái mấy tuần sau cái mất tiêu, mình đi qua Mỹ luôn. Yeah. Xin nói về nước Đức chút đi, hồi xưa sao bị chia hai bởi từ Berlin vậy? Bức từ Berlin. Nước Đức hồi xưa đó, khi mà nó thua chiến tranh thứ hai sau khi mà Hitler đó, thì bên phía bên miền Tây đó là Mỹ, nước Anh với Pháp tấn công vô, bên miền Đông á là Nga vô để giải phóng, rồi hai bên vô gặp ngay cái thủ đô là Berlin. Thì Mỹ với Nga đó họ bắt tay để quýnh Hitler, với Ý với Nhật này kia đó, là tại vì họ phải làm vậy thôi, chứ thật sự lúc trước là Mỹ đã ghét Liên Xô rồi, với Liên Xô cũng ghét Mỹ rồi, hai bên cũng ghét nhau rồi, tại vì chiến tranh họ phải bắt tay để họ để thanh toán nước Đức. Thì khi họ thắng chiến tranh thì họ giành nước Đức. Mỹ thì muốn nước Đức á, cái quyền, cái người mà nhà nước của nước Đức đi, chính quyền của nước Đức theo Mỹ, còn Liên Xô á, muốn chính quyền của nước Đức theo nước Liên Xô, cho nên Mỹ Liên Xô á, quýnh lộn với nhau, gây lộn cho quýnh lộn. Thì hai bên nói rằng bây giờ đó chia nước Đức đi, để coi bên nào hay. Thì Liên Xô nói là ok, tôi giành phía bên Tây, còn Mỹ thì nó ok, tôi giành, bên Đông chứ, còn Mỹ thì giành phía bên Tây. Rồi cho nên nước Đức 50 năm sau khi chiến tranh thứ hai bị chia làm hai. Mà cái khoảng cái thành phố của Berlin nó nằm ở bên miền Đông á. Berlin là thủ đô, cho nên thành phố của Berlin nó nằm bên miền Đông. Cho nên Berlin là một cái thành phố, nó làm như một cái bong bóng vậy đó, nó nằm ngay ở trong cái biên giới của Liên Xô điều khiển là Đông Đức. Thì trong cái bong bóng đó đó, thì cái bức tường Berlin nó chia hai, rồi thành phố nó chia hai nữa. Rồi cái bức tường đó là nó nằm ở trong cái thành phố Berlin, mà thành phố Berlin nằm ở trong cái đất của Liên Xô điều khiển, có một cái con đường chạy ra miền Tây thôi, để ra ngoài bên Tây Đức thôi. Cho nên Berlin á, hồi xưa không phải là thủ đô của Tây Đức, mà nó đổi ra thành phố là Bonn, Bonn, Bonn. But West Berlin là của bên bên Mỹ điều khiển, cho nên trong cái đó, cái đất tự do trong đó là của Mỹ, trong cái khu vực của Liên Xô. So sau khi mà 50 năm thì kinh tế của Liên Xô yếu hơn, thì Liên Xô hơi rung rinh rồi, thì nước Đức bên Đông Đức họ họ mới cảm thấy rằng họ thua Tây Đức, thì họ phá cái bức tường đó xuống, họ nhập lại, rồi nước Đức thống thống kết hả? Nhập vào thống nhất đi, thống nhất chứ. Năm 89 thì như nước Đức thống nhất, and họ phá bức tường đó, xong nước Đức bị nhập nhập vô Tây Đức luôn. Thì sau 1 năm 2 năm thì Liên Xô bị sập luôn. Thì nước Tây Đức văn minh hơn, tiến phát triển hơn, còn Đông Đức thì tuy rằng hai bên bắt đầu một lúc, mà sau khi đó cái kinh tế của Đông Đức nó mạnh hơn Tây Đức mấy chục lần vậy đó. Cái nước Tây Đức phải lãnh gánh nặng cho kinh tế của nước Đông Đức hồi mấy chục năm nay, 20 năm nay. Vậy ta. Ok. Đăng Facebook tìm lại em Thảo đi. Good idea. Yes. Sẽ học ở Việt Nam mấy tuổi, sẽ đi 7 tuổi. Nghe đồn Sít có hai vợ mà bị ly dị rồi. Tại ngắm gái quá. What? What? You know, nhiều khi mình buồn ghê luôn á. Ok. Mình lên đây mình giúp các bạn học tiếng Anh. Mình than, mình nể vợ. Ok. Thì cái sự thông cảm của các bạn làm cho mình cũng ấm lòng. Mà không, không. Có vài bạn message mình. Sẽ coi. Mấy bạn bây giờ kết luận này. Có 3 điều. Ok,
Sẽ nói điều gì vậy? Tại sao cái vợ? Mình tưởng làm ba cái điều đó giúp mình để cho tiến tiến thân mình lên để cho có vợ. No. Một á, là sếp đang bị bệnh. Bị bệnh gì? Bị yếu. Phải cần yếu lực. Like, really? Ok. Một thứ hai nữa là sếp ly dị. Sếp bây giờ ly dị, có con. Phải nuôi tùm lum tà la, vợ con đủ thứ hết luôn. Really? Cái thứ ba, sếp hình như là đồng tính phải không? Really? I wish, but I'm not. Mình đồng tính cũng khỏe nữa. Thêm nhiều option thêm nữa. No. Và thiệt tình vậy đó. Buồn ghê luôn. Không thông cảm mà còn kết luận nữa. Chụp hình bên con người thấy gớm. Ai kỳ vô các bạn chứ ai còn kỳ, hay quá à. Các bạn chứ ai. Hên nó không đá rồi. mà các bạn biết cái tấm hình đó đó, tuy rằng các bạn thấy xích cho bụng mình mà chung quanh khách vòng quanh thế giới họ đang nhìn xiếc làm vậy. Ok, các bạn phải biết rằng đó là khoảng 20-30 người đang nhìn xiếc làm như vậy đó. Mấy cái người đó phải tránh chỗ khác để cho mình chụp tấm hình với con ngựa đó. Yeah, xiếc chụp con ngựa ẻo lả giống gái quá. Yeah. But it was very nice, right? Okay. So, Sydney đi chụp tấm hình với một cô bạn, mà she rất là đẹp gái. Cái xong cái xếp ẹo ẹo vậy. Thì các bạn tưởng tượng đi, một anh chàng mặc đồ lù ẹo ẹo vậy là bẻ kiểu, rồi một cô gái đang đẹp chụp hình anh chàng đó. Cái cảnh đó rất là nhìn rất là thảm. Đáng lẽ mình phải chụp cái cô gái đó mới được. And chụp xong rồi có một cái người, cái cô đó nói tiếng Anh hơi ngọng, người Âu Châu lại, các bạn có tin rằng đó là đến xiếc đưa xiếc một cái hoa không? She gave me a rose, đưa xiếc một cái hoa. But I think tại vì thấy mình ẻo quá. Yeah, cổ nói là cổ dư, cổ đưa cái hoa. But actually, chắc ý của cổ đó là để cho sếp tặng cái cô mà đi chung bạn. Yeah, so as I gave my friend a flower, but it was very nice. I mean, mấy cái người Âu Châu họ họ cái bằng ta, họ rất là nice, họ nhìn cái cảnh vậy đó là như thấy hai cái người anh trai anh gái đi chung, cái họ có dư cái hoa, cái họ lại đưa mình cái hoa, cái kiểu mà ga lăng của Âu Châu á. So it's really interesting, Mỹ không có vỡn rồi đó. it was really nice. Hồi Thế chiến thứ hai có phải quân phát xít Nhật mạnh lắm không? Không có sự can thiệp của Mỹ thì Nhật chiếm trong Thái Bình Dương, đúng rồi. Yes, Nhật rất là mạnh hồi xưa. Anh xích chụp bên cây Noel rất là mạnh. Of course. Không ngờ xích lì tới như vậy, nằm dài cho ba chung. Bởi vậy mình can đảm lắm. Tại tại mình bực lắm, ai cũng đứng tạo tạo cái kiểu mà ta đây đồ manly đứng đồ chàng hẳn chân đồ no, cái sức thấy vậy. Ok, ẹo chơi vậy đó. Này. Ngựa hơn con ngựa phía sau. Đúng rồi đó. Này. Mình có quay cái video đó nữa. So các bạn hình như sẽ thấy mình đang ẹo đó nữa. Yeah, ok. Nói chuyện đời sống chút. Mỗi lần mất động lực gì đó xíu làm sao? Em đang mất động lực học tiếng Anh, học hoài không tiến bộ. Wilson đừng có lo cái kiểu mà động lực này kia. Mình nếu mà Wilson cảm thấy học không vô, relax, bỏ một thời gian, 1 tháng, 2 tháng, whatever, xong rồi từ từ trở lại. Vì học tiếng Anh á, Wilson phải luyện á,
Wilson mà ngồi mà nghiên cứu này kia kia nó mổ xẻ là rất là chán, với ngôn ngữ nó không có theo cái khoa học đấy, cho nên mình cái khoa học mình hay tìm theo cái hướng cái luật nó như sao này kia mình áp dụng, còn tiếng Anh nó ít lắm, thì hãy từ từ coi phim hay là cái gì đó, coi phim của con nít của tiếng Anh, nói chung là làm cái gì mà dễ trước đi, cái từ từ cái mình tăng cái level lên, đừng có stress quá, mình càng stress là mình càng học dở, cho nên just don't worry, okay, have fun, nếu thấy mệt thì nghỉ 1 tháng 2 tháng đi, okay Wilson. Chắc chụp hình ẹo quá nên cô gái tuyển sức thích con trai nên mới không đi. Yes. Người Mỹ có biết nhiều nhiều gì nào? Well, mấy người lớn tuổi thì họ biết, mà mấy người mà nhỏ tuổi đó, trẻ bây giờ thì ít biết. Bây giờ nếu họ 30 trở xuống bây giờ họ không biết nước Việt Nam đâu. Không biết nhiều gì nước Việt Nam. Sếp bữa nào sẽ gửi cho mấy tấm hình của sếp mà ẹo ẹo để làm hình trong Facebook. Sếp biết gì không? Bữa nói chuyện online với nước ngoài, em nói ở Việt Nam, họ nói ở Việt Nam ăn đó mít nhiều lắm, ai cũng biết, buồn ghê. Thì đâu có sao mà nói, yeah, delicious, you should try, delicious, well, các bạn không ấy, người Hàn Quốc cũng ăn đó mít nữa, người Mỹ cũng biết người Hàn Quốc ăn đó mít, với nhiều người Mỹ họ có biết rằng là những cái nước khác họ họ ăn nhiều loại đồ ăn khác nhau, cho nên có nhiều người cũng cũng hiểu, nhất là như Việt Nam mình hồi xưa không có nông trại nông nghiệp đồ nhiều thì mỗi lần có thú nào thì ăn cái đó chứ không có kiểu mà kiểu làm như phải làm như nước ngoài có ăn có 3 loại thịt thôi, gà cá với heo, no heo bò, heo bò gà, heo bò gà, that's okay. Mình ăn chưa? No, mà mình thật sự chưa ăn. Mình thích chó, mình hiểu nếu người ta ăn chó, I understand, I mean, but cái tâm lý của mình, I guess mình thương chó cho nên chắc mình ăn nếu đói bụng có thể ăn, mà nếu có những cái lựa chọn khác thì mình không có ăn tại tâm lý thôi. Alright, thank you and I'll see you next time. Các bạn ngủ ngon nha. Okay, bye.